Thưa quý vị, đã gần một tuần trôi qua kể từ khi trận lụt xảy ra, tàn hoang là từ duy nhất có thể diễn tả sự mất mát và thiệt hại trong nhân dân lúc này. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, các đơn vị công an đóng quân trên địa bàn thành phố đã không quản khó khăn, tìm mọi cách cùng bà con ở khu dân cư bị ngập, khắc phục hậu quả. Mỗi công việc của họ, dù nhỏ nhưng đã phần nào động viên người dân lạc quan, sớm ổn định cuộc sống. Xúc bùn, cao nước, những công việc tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng cực nhọc bởi số lượng dày đặc, không dễ để máy móc tiếp cận vào từng nơi kiệt hẻm nằm sâu trong khu dân cư. Cứ thế, những chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã liên tục hỗ trợ người dân phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trong suốt những ngày qua. Lượng bùn nó rất là dẻo và có nước thì máy móc rất là khó làm, gần như toàn bộ là 100% sức người của cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng đơn vị quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp nhân dân khôi phục lại để trở lại cuộc sống bình thường. Không chỉ giúp đỡ người dân trong khu dân cư, các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1 còn hỗ trợ làm vệ sinh tại các khu vực trường học để các em học sinh sớm được đến trường trở lại. Sự có mặt kịp thời của người chiến sĩ công an nhân dân đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân nơi đơn vị đóng quân. Buổi sáng vừa tới thì nước lúc bùn lúc lên mà một nửa ống quyển, mà bây giờ là cũng thấy đường cũng đã ổn định rồi, cũng nhờ cái lực lượng của bên cảnh sát cơ động đã làm ổn định cái đường đi cho dân, một dân đã lưu thông được. Hôm nay nhờ có mấy anh chiến sĩ cơ động đến giải quyết cái bùn đó ở đây cho bà con đi lại nó cũng đỡ, không thì sự của bà con làm nó cũng không có giải quyết được rụt gọn như mấy anh chiến sĩ ở đây. Chỉ tính riêng hơn 5 ngày qua, tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 1 đã góp hàng trăm ngày công vượt nắng thắng mưa vào tận các khu dân cư bị ngập úng, giúp đỡ nhân dân kê dọn đồ đạc, sửa chữa đường xá, cầu cống. Nhiệm vụ trước mắt cũng như thể là sau này của chúng tôi sẽ tiếp tục ứng trực theo cái ý kiến chỉ đạo của bộ, cũng như thể là tham gia mọi các tình huống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cũng như coi như thế các công việc đột xuất khác để bảo vệ tài sản, nhất là tính mạng cho nhân dân. Đây là cái công việc chủ chốt mà chúng tôi sẽ phải chạy đua để làm tốt cái hoạt động này. Ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ thời khắc nào, sự an toàn của người dân là niềm vui, hạnh phúc cho những cố gắng, nỗ lực của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.